Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn truyền hình Vĩnh Long để cập nhật tin tức đầu ngày mới. Chương trình chào buổi sáng cuối tuần hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 9 có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây. Khai mạc triển lãm ảnh Hồ Chí Minh mùa thu độc lập. Rực rỡ cờ Tổ quốc, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản cạnh tranh bằng chất lượng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong hội viên. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, Bảo tàng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Hồ Chí Minh mùa thu độc lập. Diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 9, triển lãm trưng bày 160 hình ảnh, tư liệu và hiện vật theo 3 chủ đề chính. Trong đó phần 1, mùa thu lịch sử, nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, với những dấu mốc lịch sử từ năm 1930 đến sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Phần 2 có chủ đề Sức mạnh niềm tin và phần thứ 3 với chủ đề Tiếp bước vinh quang đưa người xem đến với giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với điểm nhấn là cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-2024, vào lúc 18 giờ tối nay, ngày 1 tháng 9, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thanh Hóa và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-2024. Và địa điểm được tổ chức tại 3 điểm cầu gồm khu lưu niệm đoàn tàu không số, lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khu lưu niệm đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chương trình mang tên Niềm tin và khát vọng, cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã có quyết định mang tầm chiến lược là đưa một số lượng không nhỏ con em cán bộ chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc để tiếp tục học tập nhằm đào tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng. Đây không chỉ là đợt chuyển quân thông thường mà còn là đợt chuyển quân mang tầm chiến lược của Đảng ta nhằm bồi dưỡng, đào tạo một đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa góp phần cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Theo thông báo số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc treo cờ Tổ quốc ngày Quốc khánh 2 tháng 9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc từ ngày hôm nay 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2024. Việc treo cờ Tổ quốc trong mỗi dịp lễ Tết là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Đặc biệt, việc treo cờ Tổ quốc trang trọng trong những ngày lễ lớn là thể hiện lòng yêu nước và lòng tự hào của mỗi công dân Việt Nam, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh. Đó còn thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Treo cờ Tổ quốc là một việc làm có ý nghĩa lớn, thể hiện lòng yêu quê hương đất nước. Đây là một phần không thể thiếu trong những dịp lễ trọng đại của dân tộc, là nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn và phát huy. Là cựu chiến binh đã từng giàu sinh ra tử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nên ông Nguyễn Thành Lân hiểu rất rõ ý nghĩa của lá quốc kỳ đối với nền độc lập và tinh thần quyết thắng của dân tộc.
Vì vậy, cứ vào mỗi dịp lễ Tết của đất nước, ông luôn treo cờ tổ quốc trước cửa nhà. Mỗi lần lá quốc kỳ được kéo lên, ông Lân không chỉ nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn cảm thấy tự hào sâu sắc về sự phát triển và hòa bình của quê hương ngày hôm nay. Tôi chuẩn bị treo cờ để mừng cái ngày lễ trọng đại của đất nước ngày 2 tháng 9. Có ngày hôm nay, biết bao nhiêu xương máu của ông cha mình đổ ra, những người thế hệ nối tiếp phải gìn giữ, tiếp tục xây dựng đất nước mình cho phồn vinh và hòa bình, giàu đẹp hơn. Mình treo cờ làm thể hiện được lòng yêu quê hương đất nước, cho mọi người đều phải là giữ gìn cái bản sắc đó, cái truyền thống đó. Treo cờ tổ quốc không chỉ là nét đẹp văn hóa, là niềm vinh dự của những người cựu chiến binh, mà đối với thế hệ trẻ, các cơ quan, đơn vị, trường học, đây cũng là việc làm hết sức thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào dân tộc ngày Tết và ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước. Đối với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, thì cái việc treo cờ tổ quốc vào các cái dịp lễ Tết và các cái ngày trọng đại của đất nước đã trở thành là cái nét đẹp truyền thống văn hóa của nhà trường. Thì qua đó cũng thể hiện là cái truyền tải cái thông điệp đến toàn thể cán bộ, giáo viên của sinh viên của nhà trường về cái lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, ra sức học tập, rèn luyện để mà xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện treo cờ trong cái dịp lễ Tết trở thành một nếp văn hóa, cho nên là nhân dân rất là ủng hộ. Thời gian qua, ngoài cái việc chúng ta thông báo cái ngày treo cờ, các cái sự kiện, các ngày lễ Tết, thì đối với các cái đoàn thể cũng như là các cái cơ quan địa phương cũng sẽ hướng dẫn người dân treo cờ, và người dân người ta cũng rất là tự giác, và đặc biệt là hiện nay người dân cũng ý thức rất là cao đối với cái cờ khi nó cũ người ta không còn treo nữa, mà người ta đều treo các cái cờ mới. Và thứ hai là họ có những cái cục cờ ở phía trước nhà cũng rất là nghiêm túc, nó rất là đúng quy định để treo cờ nhân cái dịp lễ và Tết. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên từng dãy phố, ngôi nhà trong những dịp lễ Tết là minh chứng đẹp nhất về tình đoàn kết, tinh thần yêu nước của người dân. Đó là biểu tượng của sự chung sức, chung lòng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin kinh tế. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam là nước cung cấp chuối lớn nhất cho Trung Quốc với 420.000 tấn chuối, tăng 18,5% so với cùng kỳ và chiếm gần một nửa lượng chuối nhập khẩu vào thị trường này. Lượng chuối Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc cao gần gấp đôi so với nước đứng thứ hai là Philippines, 222.000 tấn. Đáng lưu ý, Trung Quốc tăng nhập khẩu chuối từ các thị trường Việt Nam, Ecuador, Lào, Mexico, Thái Lan, nhưng giảm nhập khẩu từ Philippines và Campuchia. Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, 6 cửa khẩu tại tỉnh này vẫn sẽ hoạt động để thông quan các mặt hàng như là nông sản, rau quả tươi, linh kiện điện tử. Với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, lực lượng hải quan sẽ phân công cán bộ công chức trực xử lý thủ tục thông quan nhanh gọn, chính xác và đúng quy định. Lực lượng biên phòng duy trì lực lượng điều tiết phương tiện xe xuất nhập khẩu ra vào cửa khẩu hợp lý, đúng luồng, đúng tuyến, không để ùn ứ và phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự. 7 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Làn sóng đơn hàng từ một số thị trường lớn và nhu cầu tiêu thụ tăng cao sẽ là động lực thúc đẩy xuất khẩu thủy sản cuối năm tăng tốc. Không chỉ chạy đua gia tăng xuất khẩu, thủy sản Việt Nam còn gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách là tập trung vào chất lượng sản phẩm. 7 tháng đầu năm, doanh nghiệp này tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khả quan ở mặt hàng tôm xuất khẩu vào những thị trường lớn. Dù con tôm Việt Nam đang bị cạnh tranh rất mạnh về giá trên thị trường với nhiều quốc gia khác, nhưng nhờ việc chủ động đa dạng sản phẩm và nhiều lợi thế cạnh tranh khác, doanh nghiệp vẫn chiếm lĩnh được thị trường. Từ đây tới cuối năm, lợi thế của Việt Nam mình thì sẽ là về chất lượng sản phẩm và nguồn cung sản phẩm.
Hy vọng là người nông dân có thể gia tăng được cái sản lượng nguyên liệu để cung cấp đủ cho toàn thể ngành thủy sản của Việt Nam để cung ra thị trường thế giới. Vào những tháng cuối năm, lượng tồn kho thủy sản của các nước nhập khẩu giảm. Các nhà mua hàng đang bắt đầu chu kỳ nhập hàng mới. Cùng với đó là làn sóng dịch chuyển các đơn hàng của Mỹ và tiềm năng thị trường Trung Quốc được cho là sẽ thúc đẩy xuất khẩu nước ta tiếp tục tăng cao. Các doanh nghiệp cũng tích cực điều chỉnh chiến lược kinh doanh để gia tăng năng lực xuất khẩu. Mỗi năm là sức một tháng là 300 công thì bây giờ cái trên 360 công. Cái đơn hàng đó là gì? Cái thứ hai là đòi hỏi cái gì cũng phải trở thành là cái chất lượng chứ không phải là sức nhiều mà nó phù hợp. Lường trước nhu cầu chế biến xuất khẩu tăng trong dịp cuối năm, ngay từ sớm, Bộ Nông nghiệp đã cùng các địa phương xây dựng kế hoạch thả nuôi phù hợp thời vụ, tổ chức sản xuất từ con giống đến vùng nuôi, đảm bảo truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp cũng tập trung cho công tác nghiên cứu, chọn tạo giống, tăng hiệu quả, chất lượng nguyên liệu cho chế biến. Tạo ra những cái liên kết giữa giống nuôi và đến các cái nhà máy chế biến. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này chúng ta đang phải làm rất mạnh cái việc để làm sao chúng ta tiết giảm những cái chi phí trong cái quá trình sản xuất. Để từ đó nó sẽ làm giảm cái phát thải trong cái quá trình nuôi và cuối cùng là chúng ta có một cái hiệu quả cao hơn. Thế và như ta biết rồi là đối với sản lượng năm 2023 đạt 9,3 triệu tấn, năm nay chắc chắn đạt hơn, sản lượng hơn, xuất khẩu hơn thì chúng ta sẽ phải đích được. Đạt được kế hoạch là cái năm 2024. Ngành thủy sản Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức khi cung cầu thế giới vẫn còn biến động khó lường. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng còn khó khăn về nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp tập trung giữ vững thị trường cũ, chuyển hướng thị trường mới và giữ lợi thế cạnh tranh về chất lượng và nguồn cung để về đích 10 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu cả năm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, sân bay Nội Bài sẽ đón khoảng 338.000 lượt khách với gần 2.100 chuyến bay và dự kiến cao điểm nhất là vào ngày 3 tháng 9 với hơn 96.000 lượt khách. Để bảo đảm an ninh an toàn hàng không, sân bay Nội Bài yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ, đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế cách ly lên tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Để tránh lỡ chuyến, tránh gây ùn tắc ở sân bay, các hành khách lưu ý luôn kiểm tra giấy tờ tùy thân, chuẩn bị hành lý theo đúng quy định. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay được nghỉ dài ngày nên nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa của người dân trước và sau kỳ nghỉ lễ cũng tăng cao hơn so với ngày thường. Và để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, từ nay đến ngày 3 tháng 9, ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chạy tăng cường hàng chục đôi tàu trên các tuyến. Hiện việc mua vé tàu hỏa đang được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau nên rất thuận lợi cho hành khách muốn mua vé. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các trang web của ngành đường sắt qua ứng dụng ví điện tử hoặc app bán vé tàu trên thiết bị di động. Hành khách cũng có thể liên hệ trực tiếp tại các nhà ga, các post bán vé tự động tại các điểm du lịch hoặc qua đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt. Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết là trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngày 31 tháng 8 thì toàn quốc xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, khiến 73 người thương vong. Công an các địa phương cũng đã xử lý 12.636 trường hợp vi phạm, phạt tiền 26,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 2.353 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan đã chủ động phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm cho các phương tiện tham gia giao thông di chuyển an toàn, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Thưa quý vị, để góp phần cùng với ngành chức năng kéo giảm tai nạn giao thông, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ an toàn giao thông. Thông qua những mô hình câu lạc bộ này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ hội viên phụ nữ trong việc thực hiện luật giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục An toàn là bạn kỳ này. Việc xây dựng các mô hình gia đình an toàn giao thông luôn được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chú trọng.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức thành lập được 10 mô hình với 320 hộ tham gia. Tham gia mô hình, chị em phụ nữ được tập huấn kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông, những nguyên tắc chung khi tham gia giao thông, những hành vi nghiêm cấm khi tham gia giao thông và ký cam kết tham gia an toàn giao thông với các nội dung như ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, điều khiển xe cơ giới phải có giấy phép lái xe phù hợp, không chở quá số người quy định, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định. Em cảm thấy là bản thân mình sẽ được nâng thêm những cái kiến thức về an toàn giao thông, những điều được làm và không được làm trong khi tham gia giao thông. Cụ thể như là khi tham gia giao thông phải là có giấy phép lái xe, chở đúng số người quy định, phải đội nón bảo hiểm và đặc biệt là không có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thành lập mô hình gia đình an toàn giao thông ở hai xã Long Mỹ và Tân An Hội. Qua thực hiện, gia đình đã nâng cao cái ý thức, nhận thức chấp hành an toàn giao thông. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng sẽ nhân rộng để thành lập các mô hình gia đình an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đảm bảo gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông, lồng ghép trong các hoạt động hội. Kết quả, từ đầu năm đến nay, các cấp hội tuyên truyền được 792 cuộc với gần 17.000 lượt hội viên tham gia. Trong thời gian tới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi sẽ tập trung vào các giải pháp, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền truyền thông để nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ, cũng như là vai trò của hội phụ nữ trong gia đình, góp phần giáo dục cho các thành viên trong gia đình có một cái ý thức trong giao thông. Chúng tôi sẽ tập trung phối hợp với ban an toàn giao thông mở những cái lớp tập huấn, những cái kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những cái mô hình, những cái câu lạc bộ hiện nay mà hội đang có, chẳng hạn như là cái mô hình phụ nữ với an toàn giao thông, phụ nữ với văn hóa giao thông, hoặc là câu lạc bộ gia đình an toàn giao thông. Chúng tôi cũng sẽ biểu dương khen thưởng những tập thể có cái thành tích tốt hoặc là thực hiện tốt trong các phong trào gìn giữ an toàn giao thông trong hội viên phụ nữ hiện nay. Với sự phối hợp tích cực của các ngành các cấp trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi người chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông sẽ góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông.